Thanh Tâm xin trân trọng kính chào quý vị. Hôm nay Thanh Tâm xin trân trọng chia sẻ với quý vị một số thông tin thuộc Sở Y tế quận Kinh. Nhiều người mắc COVID-19 có các triệu chứng nhẹ và có thể phục hồi tại nhà mà không cần chăm sóc qua y tế. Đây là thông tin giúp quý vị chăm sóc bản thân hoặc người thân trong gia đình nếu có các triệu chứng nhiễm COVID-19. Các triệu chứng thường gặp bao gồm ho, sốt, sốt cao hơn 100 độ F, khó thở, đau họng và đau nhức bắp thịt. Hãy chú ý kỹ đến các triệu chứng. Nếu các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn, hãy gọi bác sĩ của quý vị để được giúp đỡ. Quý vị cũng có thể tham khảo ý kiến bác sĩ qua điện thoại nếu người bệnh từ 60 tuổi trở lên hoặc có nguy cơ mắc bệnh nặng vì một tình trạng sức khỏe khác như bệnh tiểu đường, bệnh tim, bệnh phổi hoặc hệ thống miễn nhiễm bị yếu. Nếu quý vị không có bác sĩ, xin hãy gọi cho tổng đài COVID-19 của quận Kinh theo số 206 477 3977. Khi một nhân viên tổng đài trả lời cho cuộc gọi, xin hãy nói Vietnamese, thì nhân viên tổng đài sẽ nối kết quý vị với một thông dịch viên. Xin quý vị vui lòng chờ máy trong khi thông dịch viên được bắt vào trong cuộc gọi. Xin lưu ý các dấu hiệu khẩn cấp về y tế. Hãy gọi số 911 hoặc đi đến phòng cấp cứu nếu người bệnh bị khó thở, đau hoặc áp lực dai dẳng ở ngực. Nếu người bệnh bị lâm lẫn bất thường hoặc không trả lời quý vị. Môi hoặc mặt của họ có màu xanh hoặc màu tím. Khi quý vị gọi số 911, hãy nói Vietnamese. Tổng đài số 911 sẽ kết nối quý vị với một thông dịch viên. Quý vị vui lòng chờ máy trong khi kết nối vào cuộc gọi. Nên chọn một người trong gia đình làm người chăm sóc chính để tránh lây lan người khác trong gia đình bị nhiễm virus. Điều quan trọng là người bệnh được nghỉ ngơi đầy đủ. Để giúp người bệnh cảm thấy thoải mái hơn, quý vị có thể sử dụng các loại thuốc không cần toa bác sĩ như thuốc Tylenol, thuốc Advil hoặc thuốc aspirin để làm giảm sốt, đau họng và đau nhức cơ thể. Xin làm theo bất kỳ sự hướng dẫn nào từ bác sĩ của quý vị. Rất quan trọng cho người bệnh được uống nhiều chất lỏng như nước, nước canh, trà thảo dược hoặc nước trái cây. Xin đưa vào một lượng nhỏ chất lỏng thường xuyên, ngay cả người bệnh không cảm thấy khát. Nếu người bệnh không ăn thức ăn đặc, hãy cho thức uống có chất đường và muối, chẳng hạn như nước Pedialyte, nước canh hoặc thức uống dành cho người thể thao như Gatorade, nhưng nên pha loãng một nửa với nước. Người bệnh không nên uống rượu, đồ uống có chất caffeine hoặc thức uống để giảm cân và không nên hút thuốc lá. Nếu trường hợp ai đó bị yếu hoặc không phản ứng, họ có thể bị mất nước. Nếu họ không phản ứng, xin hãy gọi số 911 hoặc đến phòng cấp cứu. Nếu các dấu hiệu khác cho thấy ai đó bị mất nước là nếu họ bị khô miệng và lưỡi hoặc nếu họ thải ra một chất nước tiểu rất ít hoặc nước tiểu sẽ có màu đậm hơn. Quý vị có thể thực hiện các bước để ngăn ngừa COVID-19 lây lan trong gia đình và cộng đồng. Bất cứ ai bị bệnh nên ở nhà, ngoại trừ đi để được chăm sóc về y tế. Nếu có thể được, xin hãy gọi cho bác sĩ trước khi đến văn phòng. Và văn phòng bác sĩ cũng có thể cung cấp sự hướng dẫn cho quý vị. Sử dụng một phòng ngủ và phòng tắm riêng nếu có thể. Nếu đó không phải là sự lựa chọn, hãy cố gắng cách xa nhau ít nhất 6 feet khi quý vị nằm ngủ và tương tác với người thân. Nếu quý vị chăm sóc người bị bệnh, hãy đeo khẩu trang và găng tay bằng vải khi quý vị đang làm việc chăm sóc đó.
Khẩu trang nên được đeo bởi người bệnh và người chăm sóc khi tiếp xúc lần nhau. Quý vị cũng có thể sử dụng khăn voan hoặc vải khác để che miệng và mũi. Hãy làm sạch các bề mặt trong nhà của quý vị mỗi ngày bằng xà phòng và nước hoặc sản phẩm làm sạch tiêu chuẩn khác. Sau khi chà rửa bề mặt sạch sẽ, xin sử dụng chất tẩy rửa như khăn lau có thuốc tẩy loại xịt hoặc các loại thuốc xịt khử trùng khác. Nếu quý vị không thể tìm thấy chất tẩy rửa khử trùng, hãy dùng khăn giấy nhúng vào cồn sát, bởi vì cồn sẽ diệt được virus. Giặt đồ thật kỹ, xin giữ quần áo bẩn xa cơ thể của quý vị. Xin rửa tay sau khi đụng vào quần áo cần giặt. Xin mọi người trong nhà nên thực hiện các bước để bảo vệ an toàn cho bản thân và cho người thân trong gia đình. Xin che miệng khi ho và hắt hơi bằng cánh tay áo của mình hoặc bằng khăn giấy. Xin rửa tay của quý vị thường xuyên bằng xà phòng và rửa với nước, cũng như là rửa ít nhất trong vòng 20 giây. Tránh dùng chung vật dụng cá nhân như bát đĩa, đồ dùng để ăn uống, khăn tắm và ra chải giường. Đây là thời gian căng thẳng. Trong giai đoạn này, xin hãy nói về những lo lắng của quý vị với bác sĩ hoặc một nhà lãnh đạo tinh thần. Họ có thể an ủi và hỗ trợ quý vị. Quý vị cũng có thể nói chuyện với một người bạn hoặc thành viên trong gia đình, đôi khi chia sẻ những lo lắng đó của quý vị với người mà quý vị tin tưởng cũng có thể khiến quý vị cảm thấy thoải mái hơn. Có nhiều tài liệu dịch trên trang web này từ Sở Y tế. Thanh Tâm xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi những thông tin vừa nêu trên. Kính chúc quý vị cùng toàn thể gia quyến trong đại dịch COVID này luôn được bình an, dồi dào sức khỏe. Và một lần nữa, Thanh Tâm xin trân trọng kính chào.